Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh youtube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn Bây giờ thì đang là 6 giờ chiều tức là 18 giờ của ngày mùng 5 tháng 8 năm 2023 Và tôi chả ngại ngần gì mà tôi không chia sẻ với các bác rằng là tôi đang ở Pleiku chơi vui vẻ ở đây Thế nhưng mà xin thưa với các bác nói tới Tây Nguyên thì người ta nhắc tới một cái dự án tại khu Nam Bà Lạt và một nhân vật tên là Nguyễn Cao Chí thì nhân vật này tốn rất nhiều giấy mực và hôm nay thì đã chính thức chính thức thông tin rồi vậy thì Nguyễn Cao Chí đã bị bắt về cái tội gì thì các bác hãy theo dõi cái bản tin này nha cảm ơn tất cả các bác chúc các bác một ngày tốt lành và tất nhiên rằng là tôi vẫn mong rằng là các bác hãy tích cực đăng ký kênh like video nhấn nút chuông thông báo cảm ơn các bác rất là nhiều Nguyễn Cao Chí là một nhân vật đặc biệt và không xa lạ gì ở trên kênh Trang Trang TV. Và vào khoảng tầm uh, hơn 4 giờ chiều nay, thì uh, một thông báo được phát đi từ bên phía Bộ Công an đã cho thấy rằng là ông Nguyễn Cao Chí một nhân vật rất nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng, đã bị bắt về cái tội là lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Đó. Chúng ta sẽ cùng à uh, nói qua về thông tin chính thức trước. Sau đó có một vài cái... Uh, nho nhỏ tôi sẽ chia sẻ với các bác ở trong cái đoạn sau. Một tin tức có thể nói rằng là chiếm căng trăng nhất trong cả một cái buổi chiều báo ngày hôm nay từ lúc khoảng 4 giờ 30 phút chiều thì đó là dự vụ cao trí và trên báo tuổi trẻ người ta đã viết thế này. Tại cuộc báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 5 tháng 8 thì phóng viên đã nêu việc có thông tin người liên quan tới ông Nguyễn Cao Trí là thành viên hội đồng trường đại học Văn Lang, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh tức là khu làm Nam Đà Lạt đó, thì đã xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Đó. Không biết có kênh trang TV không? Việc này thì xảy ra sau khi ông này bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng là ngăn chặn các giao dịch liên quan tới nhà đất. Từ đó thì phóng viên đề nghị đại diện Bộ Công an cho biết về những thông tin này. Và sau đó thì Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an thì đã có trả lời về nội dung này như sau. Theo Trung tướng Sô thì vào ngày 15 tháng 1 các bác nhớ kỹ ngày này nhé. 15 tháng 1 thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thì đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Chí, sinh năm 1970 về tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Theo khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự. Và theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra thì trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, công ty An Đông tức là Vạn Thịnh Phát đó thì đã phát hiện ra là bà Trương Bị Lan có quan hệ làm ăn đầu tư với ông Nguyễn Cao Chí bà trương mỹ lan thì đã chuyển cho ông nguyễn cao trí là hơn 40 triệu đô la mỹ để mua bán dự án kinh doanh khi bà trương mỹ lan bị bắt thì ông nguyễn cao trí đã nảy sinh ý định để chiếm đoạt cái số tiền bà lan đã chuyển cho ông này ông trí thì đã chỉ đạo cho một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ chứng cứ bà lan đã chuyển 40 triệu đô la với mục đích để chiếm đoạt toàn bộ cái số tiền trên và tại cơ quan điều tra thì ông Chí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra thì cũng đã kê biên phong tỏa tài sản của ông Chí để đảm bảo thu hồi tài sản cho cái vụ án này. Và qua vụ việc này thì bộ công an đã cảnh báo pháp luật sẽ xử lý nghiêm những ai mà dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản và đối tác chuyển giao nhưng rồi đối tác vướng cái vòng lao lý. Đấy là cái thông tin có thể nói rằng là tương đối ngắn gọn. Nhưng mà nhân vật của Nguyễn Cao Trí là một nhân vật rất nổi tiếng vì ông đã xuất hiện trong một cái video clip cực kỳ nổi tiếng. Và có thể nói rằng là một nhân vật ở Sài Gòn, người không ai không biết tên ông này, không phải bởi vì ông nổi tiếng trên truyền thông hay là một số chương trình truyền hình, mà là mối quan hệ làm man cực khủng của ông Nguyễn Cao Trí. Ngoài ra, ông còn có một cô con gái, có thể nói rằng là, là một fashionista và cực kỳ nổi tiếng trên mạng xã hội. Cái việc mà tin đồn liên quan tới ông Trí á, thì cũng đã bắt đầu từ tháng 1, tức là khoảng độ tầm cuối tháng 1 à, năm 2023 vừa rồi. Trên người trang tin TV thì cũng đã có một cái bài về chân dung của cao trí và có một số lý do thì tôi đã chia sẻ để mà gỡ cái bài đó, ẩn cái bài đó đi. À, lý do tại sao tôi ẩn đi sau khi mà nó đạt được khoảng 20-30 nghìn lượt view gì đó thì chút nữa tôi chia sẻ nha. Nhưng mà ông Cao Trí là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Đó. Và có thể nói với việc mà ông Chí bị bắt thì cái việc mà người ta cũng đã nghi ngờ từ lâu rồi. Đặc biệt là khi mà rất nhiều những cái tin đồn, ví dụ như ông đã bị một ngân hàng đưa ra khỏi vị trí hội đồng quản trị với một cái với một cái thông báo rằng là là gọi rằng là đương nhiên kiểu thế. Tức là với nhìn qua đó thì có là khoảng vi phạm pháp luật thì mới bị cho ra khỏi hội đồng quản trị. Thế rồi vừa rồi là sở tư pháp lâm đồng cũng đã phong tỏa các giao dịch liên quan đến tài sản của ông Nguyễn Cao Chí. Và liên quan đến vụ mà Trương Mỹ Lan ấy thì thì cũng không thể ngờ được rằng là thật sự một doanh nhân nổi tiếng lẫy lừng như thế mà lại có một cái ý định là chiếm đoạt cái số tiền mà đối tác đã chuyển cho mình. Có lẽ nhiều người không biết rằng á là trong các vụ án về kinh tế thì một trong những cái mục tiêu lớn nhất của Đảng và nhà nước thì đó chính là cái việc mà thu hồi lại cái số tiền tài sản tham nhũng thế cho nên ấy song song việc điều tra các vụ án thì cái việc mà tìm hiểu lại xem là anh còn bao nhiêu tiền anh đã chuyển cho người nọ người kia chưa vân vân đó và để mà anh phải nộp lại để thu hồi lại cái số tiền mà anh đã đã đã, đã gọi là đã, đã 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 bị gây thiệt hại chính vì thế một số đối tác đừng có nghĩ rằng là đừng có nghĩ rằng là bị bắt rồi như bà trương mỹ lan bị bắt rồi thì là mình nuốt được cái khoản tiền mà người ta đã chuyện như thế bởi vì có thể rằng trong cái quá trình cơ quan cảnh sát điều tra một là nghe những cái lời khai của những nhân vật trong đó rằng là tôi đã đưa anh này 40 triệu đô, ví dụ thế thì bây giờ anh ấy trả lại để tôi dùng cái số tiền đó để tôi bồi hoàn cho cái vụ án thì lộ ra ở chỗ đấy. Hai nữa là lộ ra ở trong các khoản giao dịch giấy tờ. 40 triệu đô la thì nó không phải là một à nó không phải là một một cái món tiền mà như vài chục, vài trăm hay vài trăm triệu để có thể rằng là biến mất một cách tự nhiên được mà cái số tiền đó kiểu gì nó cũng có vết của nó và rất khó để có thể là tiền mặt à, nó còn có nhiều cái giấy tờ được lưu trữ tại nhiều nơi chứ không chỉ là một mình nơi cũng có trí cho nên là tôi cảm thấy rằng là cái vụ này ông Nguyễn Cao Chí có vẻ như là một là biết nói thế nào nhỉ thủ đoạn hay là một cái gì đó nó nó định chiếm đoạt cái số tiền đó thì nghĩ nó cũng cũng hơi hơi có một cái gì đó ngây thơ hoặc là có thể là ông tự hào về những mối quan hệ của ông quá cho nên ông nghĩ rằng là ông có thể nuốt trôi được cái số tiền này nhưng rõ ràng điều đó là không thể đúng không ạ rõ ràng cái điều đó là không thể tại sao quanh trang trang tv đến phần thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bác ấy, là ẩn cái phần đó đi là bởi vì rằng là nhiều khi có những cái đưa ra trước công chúng thì nó không có lợi minh bạch là rất tốt Đặt dấu hỏi là rất tốt Và nhưng có một số cái Thì thật sự là nó không có lợi Đặc biệt là trong một số quá trình điều tra vụ án Điều tra vụ án thì Nó không chỉ là một cái Gọi rằng là Cứ đưa ra vân vân Mà nhiều khi nó phải có một cái thủ thuật Một cái nghiệp vụ ở trong đó Đang chuẩn bị làm cái này để mà Để mà xử lý một số nhân vật chưa bị sổ kháng Thì tự dưng một cái kênh nào đó Lại đưa những cái thông tin đó lên Thì nhiều khi cái thiệt hại cái thiệt hại của nó không đo đếm được đâu và nhiều khi là chúng ta lại bỏ lọt tội phạm ở chỗ đó và làm hại cái công tác điều tra phán của bên cơ quan cho nên ấy, cái việc mà cơ quan công an mặc dù đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí từ 15 tháng 1 nhưng đến bây giờ là ngày 4, 5 tháng 8 thì mới công bố thì tôi nghĩ ẩn trong đó nó còn có nhiều cái lý do nó còn có nhiều cái lý do Chứ không chỉ đơn giản nhưng mà ít nhất thì chúng ta tôn trọng cái quyết định đó của bên phía cơ quan công an vì theo luật thì họ có quyền như vậy nhưng mà rõ ràng cái việc này là cũng hơi chậm một chút bởi vì với những cái thông tin một cách chính thức chính thống ví dụ như ông bị loại khỏi hội đồng quản trị của một ngân hàng hay là cái số tài sản của ông bị phong tỏa thì tự dưng mình thông tin nó muộn một tẹo thì nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái ý kiến và quả thật thì cũng đúng như là các tin đồn dự đoán thôi thì ông này đã bị bắt từ ngày 15 tháng 1 năm 2023 rồi. Tôi chỉ có một cái điều như thế này là khi mà cái tin đồn ông ấy bị bắt á thì à, từ cái lúc đó thì tôi nhớ rằng là có một nhân vật à, trước Tết, tức là trước 30 Tết đã post một cái ảnh cùng với cả ông Nguyễn Cao Chí. Nhân vật này rất thú vị, chỉ có những người trong ngành thì người ta mới biết được. Thì đã post một ảnh là ông ngồi cùng ông Nguyễn Cao Chí. Ở một khách sạn là metropole đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là sau khi mà sau khi mà uh, liên quan tới cái việc ông bị rời khỏi hợp đồng quản trị ngân hàng cộng với cả là một số trường đại học tức là các tổ chức các công ty mà ông ấy tham gia thì uh, cũng nhân vật này đã post một cái bức ảnh cùng với cả nguyễn cao trí lên trên trang facebook của mình vào gần đây thôi thế thì tôi tự hỏi rằng là tại sao cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam ông người cao trí mà nhân vật này vẫn có thể là tiếp xúc hay thế nào đó được rồi hay thế được hơi kỳ lạ hơi kỳ lạ hay rằng là nhân vật này là một cái nhân vật mà có thể có thể nói rằng là đưa ra một cái hơi bị tung hỏa mù bởi vì bức ảnh đó có thể bức ảnh từ rất lâu rồi nhưng việc đăng lên với một số cái caption tức là những cái Nó gây hiểu lầm cho một số người khác thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải để ý nhân vật này và các bác thử giúp tôi xem là một nhân vật là nhân vật nào nhá à, cái này chúng ta comment phía dưới thì nó thú thú vị hơn nó giống như kiểu làm bài tập vậy để xem rằng là nào. À, cái việc mà chúng ta đi quan sát những cái dòng thông tin cả trên mạng lẫn báo chính thống mang lại những điều rất là thú vị nhưng mà dù sao thì ông Nguyễn Cao Chí thì cũng đã bị bắt rồi và nó cũng là một cơn địa chấn bởi vì ông là một trong cái đại gia một tài phiệt rất nổi tiếng cực kỳ nổi tiếng trong giới doanh nhân và là một nhân vật có mối quan hệ cực kỳ cực kỳ khủng khiếp thế nhưng mà quan hệ đến mấy thì cũng không thoát khỏi cái pháp luật đặc biệt là cách dùng thủ đoạn để mà đi gọi là tóm lại chúng ta hay gọi rằng là ăn trộm của thằng ăn trộm nhiều khi người ta nghĩ rằng là ăn trộm của thằng ăn trộm thì nó đỡ đỡ đau sót hơn là ăn trộm của người dân nhưng thực tế thì hành vi thì ăn trộm nào thì cũng là ăn trộm thôi đúng không ạ cảm ơn tất cả các bác chúc các bác một ngày tốt lành.